Ngày ấy trong cuộc đời này khi con vấp ngã, thầy đến bên con nên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, bụi thời gian xoay đá cũng rêu phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào xiêu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng may gầy thầy chở che chúng con. Mưa nắng phai phôi, giông tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con tin viễn thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này khi con lớn khôn, đem tranh pháp về cho sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền. Gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, bụi thời gian xoay đá cũng rêu phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào dịu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng may gầy thầy chở che chúng con. Mưa nắng phai phôi, giông tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con tìm biến thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này khi con lớn khôn, đem tranh pháp về cho sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp
khó đáp đề. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta học tiếp thập đại đệ tử truyện. Chúng ta đang học đến sự của Ngài Xá Lợi Phất. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp giai thoại tôn giả xin được nhập Niết Bàn sau khi nghe tin Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta cũng biết Đức Phật sau 80 năm sinh ra tu hành và giáo hóa chúng sanh, thì lúc đó thân thể của Đức Phật cũng đã già yếu, mỏi mòn. Đức Phật là một vị Phật, cho nên nếu nói theo cái tín ngưỡng thì người ta nghĩ rằng Phật là toàn năng, toàn giác, toàn năng. Phật không có chết đâu. Đó là Đức Phật ở trong tâm, đó là Phật Pháp Thân. Nhưng mà có một cái sự kiện trong Đạo Phật đã giúp cho tất cả chúng ta đều có thể sống một cách hết sức là thiết thực. Đó là Đức Phật thì hiện ra đời, cũng y như tất cả chúng ta, cũng có thân tứ đại, cũng có sanh lão bệnh tử. Ở trong suốt cuộc đời sống tu cũng như giáo hóa của Đức Phật, Thế Tôn cũng có thị hiện bị bệnh. Nhưng mà bệnh của Đức Phật, tức là không có nằm lê lết, là nhọc nhằn thôi, bệnh tật nhọc nhằn. Và Đức Phật cũng có những cái cảm nhận đau đớn. Cho nên là khi bệnh thấy được cái khổ của thân. Vì vậy trong sử thì kể lại mà hồi trưa này khi Ni Sư Phó Trụ Trì ở đây có lời nhắc nhở chúng ta, thì Ni Sư cũng kể lại là Đức Phật không bỏ một cái phước nhỏ nào hết. Tại sao chăm sóc một thầy tỳ kheo bệnh mà có phước? Tại vì lúc đó người bệnh rất là đau, rất là nhọc. Cái đau đó nó sẽ dẫn tới cái khổ về mặt tâm thức. Cái đau là của bên thân thể, nhưng mà nếu như chúng ta không có sự tự chủ thì chúng ta bị cái bức xúc trên thân, nó làm cho chúng ta bức xúc trên tâm và chúng ta sẽ thọ khổ trên tâm. Đó. Còn một vị thánh, một vị giác ngộ thì cũng thọ nhận cái đau nhưng không bị bức xúc như chúng ta. Cái đau cũng tương đương á. Nói về cái đau nó cũng tương đương, bởi vì nó thuộc về phần ngoại duyên và nó thuộc về phần sinh học. Nhưng mà cái tâm không có sợ hãi, cho nên không bức xúc. Chứ không phải là đau ít hơn mình đâu. Nhưng mà chịu được cái đau đó trong một cái tinh thần bình thản, cho nên có vẻ như ít đau hơn mình. Tại vì trên thực tế cái mật độ đau á, ví dụ như nói chừng 50% thôi trên cái thực tế đó, nhưng cộng thêm cái sợ hãi, cộng thêm cái tưởng tượng của chúng ta thì cái mức độ đau nó sẽ sao? Nó sẽ tăng hơn. Đó là yếu tố của tinh thần, yếu tố của tâm lý làm cho cái nỗi đau nó hơn cái thực bao nhiêu phần trăm đó. Thì Đức Phật cũng đi qua hết một dòng sanh lão bệnh tử, cũng chịu những cái đau. Do đó khi Đức Phật nghe các thầy đau, Đức Phật hiểu được khó chịu lắm.
và vì khó chịu, vì cần sự giúp đỡ mà không có thầy nào giúp đỡ, hoặc quý thầy bận rộn, hoặc là trong một cái điều kiện đơn chiếc như thế nào đó, cho nên Đức Phật đích thân giúp đỡ. Và vì chia sẻ được cái nỗi đau cho người khác cho nên có phước, phước nơi chỗ đó. Chứ là cái chuyện mà bây giờ đi chăm sóc một cái người bệnh hay là đi quét cái nhà thì cũng đi làm việc thôi, và là đi mình làm công việc gì đó cũng làm việc, mà tại sao chăm sóc người bệnh có phước như vậy? Là vì nó chia sẻ được cái nỗi đau, được cái nỗi khổ nữa. Nếu như người đó đau không thôi thì đỡ, mà người đó còn khổ nữa, thì Đức Phật có thể xoa dịu được cả hai, trên thân và trên tâm. Y cứ ở trên cái yếu tố đó mà Đức Phật tăng trưởng cái phước. Đó là do Đức Phật thị hiện có thân, và chúng ta phải chịu những cái khổ cơ bản đó. Trên thực tế mà nói thì mình có thể thấy tất cả chúng ta đều sợ bệnh tật, đặc biệt là những cái bệnh nan y thì ai cũng sợ. Vì thứ nhất là rất là khó chịu, mất tự do trong cái sinh hoạt của chúng ta. Thứ hai, tốn kém. Thứ ba, phải lệ thuộc, phải nhọc nhằn tới người thân của chúng ta. Hoặc là đôi khi không có người thân để giúp đỡ, chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn, tuổi, cô đơn. Rất là nhiều cái tâm trạng. Cho nên chúng sanh khổ là vì cái tứ đại nó bức xúc. Do đó mà cái thọ mệnh con người á, nó cũng nên giới hạn ở chừng mực nào thôi. Và cái thị hiện của Đức Phật rất là tròn đầy. Bao nhiêu tuổi thưa đại chúng? 80 tuổi. 80 tuổi là rất vừa để xả bỏ cái báo thân. Nên là những người vị mà sống qua khỏi 80 á, thì mình nói có phước thọ. Nhưng mà cái chuyện này bây giờ cũng không có ngã ngủ đâu. Qua khỏi 80 mà sao mới là có phước? Mà phải khỏe mạnh như là người bình thường thì may ra còn nói là có phước. Nhưng mà sao khỏe mạnh như bình thường được? Không có chuyện đó. Cái gì cũng vậy. Một cái món đồ người ta chế ra, người ta cũng tính cái tuổi thọ của nó hết. Xài riết thì nó phải mòn, phải hư. Thử ra cái khỏe của người già là bất quá, là nó có thể tự mình làm việc cho mình trong những cái sinh hoạt cá nhân, hoặc là không có phiền tới người xung quanh, chứ làm sao mà trẻ như người trẻ được. Nên là có nhiều Phật tử đó, cái mức độ lãnh hội giáo pháp cũng như là cái quan niệm như thế nào thì cái đó là quyền tự do của Phật tử. Nhưng mà nếu như chúng ta học Phật một cách kỹ lưỡng á, thì không nên mong cầu là cho con sống sống khỏe là được rồi, chứ đừng sống trẻ, mà trẻ hoài thì kỳ lắm. Sao mà có vụ trẻ hoài được? Thí dụ như bây giờ mình có một cái duyên nào đó để làm cho mặt mày mình coi nó cũng trẻ, nhưng mà thiệt ra trong ruột trong gan nó già rồi. Thành thử cái mà hàng mà ở ngoài thấy đẹp mà ở trong không đẹp, nhưng mà hàng mã. Những gì đó người ta gọi là trẻ mã, tức là cái mã nó vậy thôi, chứ làm sao trong này mà nó trẻ được. Thử ra nó có sẽ những có những cái biến chứng của tuổi già. Tâm trạng đó nó đi theo một cái dòng duyên sinh. Thật ra khi mà Đức Phật tuyên bố ngài sắp nhập Niết Bàn, làm cho quý thầy kinh hãi, làm cho tất cả các hàng đệ tử, cư sĩ cũng như là xuất gia giật mình. Và rồi còn có nhiều cái tranh cãi là một đấng toàn giác như Đức Phật đầy đủ thần thông diệu dụng, có thể kéo dài thọ mạng, mà tại A Nan không chịu thỉnh, đổ thừa cho ngài A Nan. Vì lúc đó Đức Phật báo thì có ai đâu, hai thầy trò luôn luôn ở bên nhau. Cho nên Phật nói là Phật nói với Tôn giả A Nan. Rồi bây giờ A Nan nghe rồi buồn, lo, thương, sợ, mà tại sao không thỉnh Phật trụ thế?
Thật ra chư Phật tử nghĩ đi, Đức Phật là một người sinh ra vì chúng sinh, độ mình xong độ người, không có cái chuyện mà Đức Phật chờ mình năn nỉ. Thế Tôn ở lại với con nha, nha, ở lại nha, nha. Không có chuyện trẻ con như vậy. Nếu mà cảm thấy còn trụ thế là cứ trụ thế, còn cảm thấy vừa rồi thì thôi, vừa rồi cho mình và vừa rồi cho chúng sinh. Thật ra về cái việc vấn đề mà xử mà những cái tin tức về sau nó giống như bàn đề, ai muốn bàn gì bàn, ai muốn nói gì nói, đúng sai không có ngã ngũ được, do quan niệm thôi. Nhưng mà mình cứ nghĩ bình thường 80 rồi mà trụ thế, trụ bao nhiêu đây, trụ bao nhiêu là vừa, trụ để nhọc nhằn thêm chứ làm sao mà nó an ổn được. Thời gian gần đây chúng tôi chứng kiến được các vị tôn trưởng, niên cao lạp trưởng nhọc nhằn mà tôi đau xót, ngậm ngùi, không biết phải làm sao. Không có đơn giản một chút nào. Thực ra đó, Phật khuyên chúng ta ráng tu là vậy đó. Mình không có nắm được cái duyên của mình, cái kiểu nào. Mình không biết mình sống cái kiểu nào. Từ đây cho tới ngày mình nhắm mắt, mình bị cái gì ở cái khoảng nào. Rồi mình già kiểu nào, mình chết kiểu nào. Và bây giờ theo như cái giáo lý Phật dạy thì kiểu nào không biết, miễn là nắm cho nó vững, chấp nhận tất cả kiểu thì như vậy là ổn nhất. Chứ bây giờ mình lựa kiểu không được. Nếu lựa kiểu thì sướng rồi, dĩ nhiên là ta phải lựa kiểu sướng rồi. Nhưng mà ở đây lựa kiểu không được, cho nên phải chấp nhận tất cả kiểu. Mà chấp nhận đó là làm sao? Là phải chuẩn bị cái tinh thần để mà chấp nhận. Thường thì chúng ta không đủ cái bản lĩnh và đủ sức chịu đựng khi chúng ta gặp nhọc nhằn trên thân thể, sợ lắm. Do đó mà chúng ta càng ngày càng hiểu hơn thì chư huynh đệ chúng ta đó phải có một cái tập từ từ. Muốn chấp nhận mình chịu đựng được cái khó khăn khi chúng ta gặp tứ đại nó phân ly, chuẩn bị phân ly, thì khi sống như vậy chúng ta hạn chế sự hưởng thụ một chút. Để cho cái thân mình nó sao? Nó quen á, nó quen với hơi thiếu thiếu một chút. Và là mình phải tự mình làm việc một chút. Để khi mình gặp khó khăn á, thì cái quen, cái thói quen mình ráng lên chút. Giúp cho mình, giúp cho mình có thể xoay sở được khi mà mình gặp bất trắc. Đó là cái cách chuẩn bị trên thân. Còn tâm thì dĩ nhiên rồi. Tâm thì phải biết là nghiệp thì phải sao? Phải trả. Cái vấn đề thân chúng ta sống thọ mạng đây nè, là nó, cái thân sinh học này nó tốt xấu theo giáo lý Phật dạy là do nghiệp báo chúng ta tạo từ đời trước cộng với lại nhân duyên tu hành trong đời này. Nói như vậy thì quý Phật tử cũng đừng có nghi sao có nhiều vị tu hành trong đời mà trả nghiệp dữ quá. Thật ra nhiều khi nghiệp đời trước nó nhiều lắm, phải trả thêm 3-4 đời nữa mà bây giờ dồn lại đời trả cái cho bức, thành thử ra phải chịu nhiều cái khó lắm. Chẳng hạn như là Ngài Huệ Khả, Ngài Sư Tử, Tổ Sư Tử đó. Quý Phật tử nhớ là Tổ Sư Tử đó, Ngài đã thành Tổ rồi. Và khi Ngài truyền tâm ấn lại cho vị tổ thứ 25 thì Ngài nói với lại đệ tử, nói là con nên đi ngay về Nam Ấn, đừng ở đây. Thì cái chỗ của Ngài là Trung Ấn hay Bắc Ấn gì tôi nhớ không có rõ, nhưng mà con phải đi liền, tại vì ở đây đó, nước này không có yên và sẽ có nạn cho con. Con đi đi. Thì khi mà kêu đệ tử đi mà rồi thầy thì sao ấy, thầy còn có chút việc phải giải quyết, chỉ nói vậy thôi, con cứ đi đi. Thì người đệ tử nào cũng vậy, nghe thầy nói như vậy trong lòng mình cũng hơi có một cái mong muốn được hầu thầy, được lo phụ thầy. Thì cho nên là tổ, tôi không nhớ rõ ngày tổ thứ 25 là tổ nào,
Cana Đề Bà hay ai thì cái phần này mình cứ coi sử lại. Mà tôi biết là đệ tử của Tổ Sư Tử. Nói bà thầy có việc gì con phụ hay được không? Nói không, cái này là một chút nợ riêng của thầy, chút xíu thôi, con đi đi, để thầy giải quyết. Thành thử ra ngài đi. Thì khi mà ngài đi rồi thì một cái sự việc nó xảy ra rất là tội nghiệp. Rất là tội nghiệp cho cả hai thầy trò. Mà nói tội nghiệp là tại mình dùng cái tâm phàm của mình, theo cái nhìn phàm phu của mình tội nghiệp. Chứ trong đó tội nghiệp có một bên à, còn một bên không có tội nghiệp. Đó là gì? Đó là vua nước Kế Tân trước đó là một người sùng Phật. Và vì quá sùng Phật cho nên chinh nghiêng về phía bên Phật giáo. Và đối với các cái giáo phái khác á, coi như là ông đối xử nó hơi lạnh nhạt. Do đó mà các người ngoại giáo, tà giáo, cụ thể là Bà La Môn hay là đạo nào đó, bức xúc, ghét lắm. Và những cái gì người ta xin hay là sao đó, vua đều không có thuận. Chung là họ bị thiệt thòi, họ mất quyền lợi, họ mất cái uy tín. Cho nên những người trong cái giáo phái đó, họ âm vô ám sát nhà vua. Nhưng mà họ biết rằng vua Kế Tân á, tả hữu hai bên rất là đông. Cái chuyện ám sát cũng có thể thành, cũng có thể bất thành. Nếu bất thành thì coi như là họ cũng, đời họ coi như bỏ. Bây giờ bỏ mà không có thực hiện được cái gì thì uổng. Do đó họ bắn một mũi tên mà trúng hai đích. Là họ không phải ám sát bình thường mà họ giả dạng làm hai vị tỳ kheo ám sát nhà vua. Với mục đích như thế nào? Nếu như việc thành thì thứ nhất là chém được vua Kế Tân. Thứ hai là tội này là của ai? Tội này của ai? Của mấy thầy tỳ kheo. Không phải của cái giáo phái mình mà của bên Phật giáo. Còn nếu như bất thành thì cái quả này ai mang? Cái quả này của bên Phật giáo mang. Cho nên họ giả trang làm hai thầy tỳ kheo mới bắt đầu thích khách nhà vua. Và đúng như họ suy đoán, cơ mưu bại lộ. Cho nên hai người thích khách đó bị bắt. Thì khi bị bắt, vua tra hỏi thì họ nói họ đệ tử ai? Đương thời lúc đó nổi danh nhất và cái người mà vua Kế Tân tôn kính nhất chính là Tổ Sư Tử. Cho nên họ nói họ là môn hạ của Tổ Sư Tử. Mà vua Kế Tân mới bình thường ngài kính tính sùng mộ Tổ Sư như vậy, mà đụng tới là khi tới cái mạng của mình mà nó thương tổn thì vì cái nghi ngờ nó quá lớn đi, cho nên cũng không có thể nào tra cứu được. Mà bây giờ cái nghi nó lớn quá, tra cứu rồi cũng tồn nghi. Thôi thì thà là mình cứ giải quyết hết cho nó sạch tận gốc rễ. Ông ấy tức, ông nói chứ tại sao bình thường á, ta đối với Đạo Phật, đối với các sư một lòng phụng thờ, cung kính, tứ sự, cúng dường, mà đối xử với ta như thế này là sao? Tức quá, thì chẳng những chém hai ông thầy tỳ kheo đó là chuyện nhỏ, nhưng mà cái chuyện lớn hơn là ông không còn sùng Phật nữa. Chém xong hai ông tỳ kheo đó rồi mới tức tốc xách gươm đi thẳng tới chỗ của Tổ Sư Tử. Thì chúng ta biết rằng cái chuyện mà ngài dặn đệ tử đi nhanh đi để thầy giải quyết một chút nợ nghe nó quá nhẹ. Nhưng mà cái chút nợ của ngài là mình làm sao? Mình làm không nổi. Mà ngài chỉ xem như là một chút xíu nhẹ nhàng thôi. Thì khi mà Kế Tân đến nơi là Tổ ngồi sẵn ngay đại điện đó. Tổ biết trước rồi. Cho nên ông đó hỏi là bình thường á, thầy nói tứ đại này là vốn không, năm uẩn không thật. Như vậy có thể cho trẫm mượn cái đầu được không? Thì chúng ta đọc sử tới đoạn này thì Phật tử nhớ rồi. Ngài mới nói tứ đại vốn không, năm quẩn không thật, xá gì cái đầu. Ngài ngửa lên cái là ông lấy gương
quơ qua một cái đầu rơi xuống một dòng sữa trắng phun lên. Thì khi mà ông thấy dòng sữa trắng phun lên thì ông biết không phải sự việc là như vậy. Tại vì nếu người bình thường thì là gì? Mà tôi cũng không biết trắng ha máu, tùy cái chuyện đó mình không làm sao mình biết được. Chỉ có một điều là mình làm không nổi là năng lực của một người giác ngộ. Nó có sẵn nơi mình nhưng mà mình không dùng nổi, còn các tổ làm nổi. Cái chuyện mà để lại toàn sân thần thân xá lợi mình thấy có rồi. Bây giờ đó không còn là máu bình thường mà là tinh ba của một cái tâm hoàn toàn tinh khiết, nó biến thành sữa trắng như là đề hồ vậy. Nó vọt lên, thì khi mà sữa vọt lên thì ông biết rằng ông đã tiêu rồi. Thì ngay lúc đó cánh tay mà cầm gươm á, nó tự nó đứt xuống, tự cánh tay nó đứt xuống, và 7 ngày sau Kế Tân băng đi thẳng vào địa ngục luôn. Thì cái chuyện quá đau lòng, cho nên tôi nói tội nghiệp. Tổ trả nghiệp xong rồi mà ai bắt đầu mang nghiệp? Trước đó là một lòng kính tinh tam bảo. Kính tinh là kính tinh bằng cái lòng tin và cầu phước thôi, mà không hiểu được, không thấu triệt được dạng sự dây không, bản ngã không thật, cho nên nó mới có chuyện sách gươm tới mà làm như vậy. Không còn kịp để mà tìm hiểu coi cái mạng của mình sống được không được là còn tùy theo cái phước. Thật ra là ông còn sống, có nghĩa là mạng ông làm sao? Chưa hết. Ám sát mà ông không chết thì chứng tỏ là thọ mệnh vẫn còn tốt lắm, chưa chết mà. Chứ bây giờ sợ chết quá cho nên sách gươm thẳng tới vua. Nó bị trúng cái kế của ngoại đạo. Và ông tạo một cái nghiệp đại chúng biết mà, khi người ta nói là thương tổn tới một bậc thánh đó, thì cũng khó mà nói được. Thế mà tổ biết rồi, biết trước rồi. Có thể là không cần thiết phải chết, ngài có thể nói cho ông hiểu. Nhưng mà cái nợ này thì trả cái cho rồi. Trả 3 đời, 10 đời nó lâu quá, trả 1 đời 1. Cái chuyện mà chém phắt một cái thì chỉ có tổ mới chịu vậy nổi thôi. Còn mình chỉ cần dọa thôi, nghe nói ông sách gươm tới là mình đã chung với đích ông bằng Phật, là mình ngồi sẵn trong đó rồi, mình trốn chứ không bao giờ mà có cái chuyện mình chờ ông tới, mình ngửa cổ lên. Cho nên là cái thái độ sống và cái thái độ chết của chúng ta đó, nó quyết định cho cái tâm trạng của chúng ta khổ hay là không khổ, trả hết nghiệp hay không trả hết nghiệp. Vậy là vua thì là vì nội cái rai rứt của ổng là đủ làm cho 7 ngày ông chết. Cho nên những cái hình ảnh mà trong sử nói tôi không có thể nhận được, bởi vì nó thứ nhất là nó lạ quá, thứ hai đó mình không có mặt ở đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó một dòng sữa trắng, tức là một cái dòng tinh khiết phúng lên, như là cho dù con có chém thầy thì lòng thầy vẫn không có hận thù. Lòng thầy vẫn là cao phó, lòng thầy vẫn là dòng sữa trắng, dòng sữa pháp đó tuôn xuống tha thứ cho con, không sao cả. Cái màu trắng là nói lên sự tinh khiết, sữa là nói lên một cái chất liệu để bổ dưỡng, nuôi dưỡng tâm thức con người. Cho nên đối với Phật, đối với Thánh Tăng á, thì dù mình có xúc phạm các ngài, các ngài cũng tha thứ cho mình. Nhưng mà vì cái sự xúc phạm nó quá lớn, do cái sân si của mình nó quá cao độ, cho nên nó khiến cho mình phải chịu khổ. Mình sân nhiều chừng nào, mình si nhiều chừng nào thì mình khổ nhiều chừng đó, chứ không phải người kia bắt mình khổ. Tại mình sân quá cho nên mình phải khổ, mình si quá cho nên mình phải khổ. Và khi mình phát hiện được là mình làm một cái việc kinh khủng quá, mình giết thầy mình, một cái người thầy mà mở mang trí tuệ cho mình, bây giờ mình giết thầy mình, chính cái nỗi khổ đó làm cho ổng rơi vào địa ngục. Cho nên cái cánh tay mà cầm gươm của ổng là cánh tay phải rơi xuống. Đây là một cái biểu tượng. Chính khi mà mình giết người là mình giết mình. Mình làm một cái việc gì mà làm cho người ta khổ thì bản thân mình khổ tương đương, có khi khổ hơn nữa. Cho nên không phải là tu hành rồi cái hết trơn, không còn cái nghiệp gì để trả. Thì Phật tử phải lưu ý cái điều đó. Nhưng mà trả và đừng có hận thù thêm nữa, để cho nó sạch sẽ hết.
nghiệp thức rồi nó đâu vô đó, nó yên ổn hết. Vậy mà trong cuộc sống đó, có những Phật tử có gia đình êm ấm, thuận tiện, hòa hợp, mình mừng cho quý vị đó, ở trong chừng mực đó. Nhưng mà nếu có những vị mà gia đình bất hạnh, không có hòa hợp, không có thuận thảo, thì mình mượn những cái câu chuyện nó thị hiện rất là rõ ràng để cho chúng ta thấy trả cho sạch sẽ. Người ta đối xử với mình như vậy mà lòng của mình nó như là một dòng sữa ngọt vậy đó. Để làm chi? Cũng không phải để khoe với ai, để tự mình được an ổn là đủ rồi. Nên nhiều khi có người không nhịn thì ba đào dậy sống ở trong nhà, còn nếu nhịn thì rất là tức tối, than quán, khổ sở. Thì đại chúng cứ nghĩ chúng ta sinh ra đời gặp nhau vì nghiệp, cho nên nó quần thảo nhau riết cho tới chừng nào hết nghiệp mới thôi. Tôi xin thưa rõ để Phật tử hỏi, con khổ tới chừng nào mới hết? Chừng nào hết nghiệp mới hết? Chừng nào trí tuệ mở ra rồi mới hết? Chứ không phải 5 tháng. Cái vấn đề đó nó không có thời gian, do mình thôi. Trời, con khổ như vậy rồi làm sao? Con khổ quá như vậy rồi làm sao? Không có làm sao cả. Hết nghiệp thì hết khổ, hết si mê thì hết khổ. Cho nên dù bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta bỏ được cái mê tình của chúng ta xuống rồi thì chúng ta hết khổ. Cho nên cái nhân duyên nó cũng có cái hữu hạn, nhưng Phật tử đừng có sợ. Cái nghiệp nào nó cũng có hữu hạn. Mà khi chúng ta chưa bỏ được á, ở trong nhà nó lùm xùm vậy đó, mà sao mình bỏ không được? Tại vì còn duyên còn nợ, bỏ không được. Còn ngày nào nó hết cái tự nhiên nó nhẹ nhàng đi cái một à, hoặc là bỏ cái một, hoặc là sống bình thản một cái một thì không có gì ưu tư. Mà cái đó muốn được hay không là do cái tâm, là do cái trí và cái tâm của chúng ta nó chuyển hóa thôi. Tôi cũng có những cái lúc mà tôi buồn phiền bực bội, dù là chuyện trong chùa không đáng, nhưng mà nó bực bội nó cũng làm cho mình khó chịu. Mà có nhiều khi mình bực bội, mình biết rõ ràng là mình đang bực bội, nhưng mà cứ bực bội hoài thì ráng mà chịu đi. Cái tự nhiên cái tôi, nhưng mà nhờ đó mình cứ học Phật với đại chúng như thế này, là học hoài tự nhiên nhớ, mỗi lần bực bội lên cái nhớ liền, ủa sao bực bội vậy, cái thôi mà thôi rồi là hết liền, không có cái chuyện từ từ đâu, nhanh lắm. Nó đang bực vậy đó, ủa bực rồi hả, thôi cái hết. Nó hết giống như là mình đang chơi, mình đang giỡn vậy đó. Nhanh như vậy. Nên không có cái chuyện mà, tôi khẳng định với Phật tử, người tu không có chuyện mà buồn dai và giận dai. Ai giận dai, buồn dai là tu mã nữa. Chứ người tu không có cái chuyện đó, thật tình là như vậy. Mà khi mà ứng dụng như vậy, không bao giờ có trạng thái nuôi dưỡng phiền não. Thật sự là như vậy. Nên Phật tử nào mà cứ buồn khổ hoài, cứ giận dỗi trong lòng hoài, buông không được, là ứng dụng chưa tốt. Thì buông đi chứ, rồi buông sao mà buông không được. Những cái chuyện trong gia đình quý Phật tử thì dòm qua dòm lại cũng nhiêu đó thôi. Mấy chuyện về phần thân, 4 chuyện về phần tinh thần, 4 chuyện quán tắng hội khổ. Quán tắng hội là cái gì? Ghét mà gặp nhau nên khổ. Như vậy muốn không khổ thì không ghét hết. Cầu nguyện không ghét ai. Tại vì không muốn khổ cho nên không ghét ai hết. Vừa khởi cái niệm ghét lên thì mình lại nói sao? Không ngu gì ghét. Tại vì ghét nó khổ, không ghét. Thì cái chuyện này là do tinh thần của chúng ta thôi quyết định mà. Là 4 chuyện đó thôi. Trong gia đình á, gặp nhau một khối ở trong nhà vậy nè, có mấy thành viên thôi mà trong đó nó có đủ tâm trạng hết. Có người mình sao? Thương. Có người mình sao? Ghét. Rồi bây giờ ghét á, làm cho mình bực thì không ghét. Thứ hai là ái biệt ly, khổ. Vậy thì muốn không khổ thì sao? Không ái. Làm nổi không? Không. Phật tử là không nổi. Mình bây giờ mình trả lời nó ngông hơn hồi xưa thời Đức Phật.
Có một lần đó cũng có một tử đến than với tôi về cũng vấn đề đó, khổ. Thì khổ lộn xộn lắm, lung tung lăng tăng, nó hai ba chuyện nó lộn xộn quá đi. Tôi cũng tức cái mình. Tôi hỏi chứ tại sao bây giờ cô hỏi nè, mà tại sao thương vậy? Tại sao nó đông nó yên ổn mà giờ thương ngang cái chuyện vậy là sao nữa? Nó đã thương thì không có lý do. Thương là thương, cô đừng hỏi con tại sao. Thì trả lời vậy rồi ai biết nói gì nữa. Mà họ nói vậy họ cũng nói thiệt á. Họ nói thiệt á. Có lý do. Mà hồi xưa thì có lý do. Bởi vì có lý do nó lòng vòng. Nói lòng vòng thì Phật mới độ được. Nhưng mà nó cũng là một cái loại là một loại vô lý. Cái chuyện ma đăng già đó, mà khi bị kéo tới mà quỳ dưới chân Đức Phật đó, đòi một cái chuyện táo bạo là xin Thế Tôn tác thành cho con với A Nan. Mà người ta là tu rồi, người ta đang làm thị giả Đức Phật, cái tự nhiên xin làm đám cưới với thị giả Đức Phật. Coi nó khó coi ghê không, mà vẫn nói được. Lúc đó không biết mắc cỡ à. Phật mới hỏi, giờ con nói cho Như Lai nghe đi. Con thương A Nan ở cái chỗ nào? Cô nói được. Cô nói được mà cô nói lòng vòng hơn, cô nói hết bước đường nói. Cô nói thương cái lỗ mũi. Phật mới nói mỗi sáng nó khịt ra dơ lắm à, thương không? Cô lòng vòng cô nói vậy thì thôi đôi mắt cũng được. Cô đưa qua đôi mắt à, đôi mắt Phật cũng tìm được cái chỗ bất ổn. Cô nói cái vai nè, cái tai, nghĩa là nói chung là có đủ chỗ để cô thương hết. Thì Phật chỗ nào Phật cũng bác hết. Là vì trên thực tế là nó không có như con nghĩ đâu, nó không có tốt như vậy. Nhưng mà cô vẫn không thể thay đổi được cái tình cảm của mình. Nói tóm lại là một cái cách nói vòng quanh thôi, chứ khi mà trả lời như một cái người Phật tử mà trả lời đó, tương đối là thật. Con không biết. Không biết là tại vì chưa có học Phật. Chứ nếu học Phật thì thật ra không phải là như vậy. Không phải là không có lý do. Mà cái đó là có cái nghiệp. Bị cái duyên và cái nghiệp. Thành thử ra chữ thương nó là một cái từ khác của chữ nghiệp. Là nếu mà nhà Phật nói cho đúng là nghiệp ái chứ không phải thương. Xin lưu ý cho thương là như Đức Phật thương chúng sanh mưa là thương. Còn cái mà tự nhiên thấy người đó thích và luôn luôn nó có bị trói buộc người đó thì là nghiệp. Tôi xin phân tích rõ để Phật tử không có bị gạt. Không ai gạt mình, không ai gạt gẫm mình đâu. Tự mình thôi. Nhưng mà sau đó là mình lại bị khổ đó. Chẳng hạn như là tất cả các người tu sĩ á, mà khi người ta tu tốt trở thành những cái vị thầy, trở thành những bậc trưởng lão á, người ta thương mình lắm. Cho nên Phật tử gặp các cái vị tôn đức đó như là thầy tổ mình đó, là quý vị thấy dâng tràn một cái niềm kính thương mà không có biên cương. Đó đúng là tình thương đó. Như mình thấy Hòa Thượng cái tự nhiên mình chạy lúp xúp mình chạy theo hoài. Tôi chừng tuổi này giảng dạy Phật Pháp trước chư huynh đệ như thế này mà tôi gặp Hòa Thượng là tôi nói đớt liền. Nó ngộ vậy đó. Y như một cái đứa con mà chút xíu về với cha lành của mình. Nó chiêu cảm như vậy đó. Cho nên là chúng ta không có phân biệt được thế nào là thương, thế nào là nghiệp. Chúng ta cứ chập chọn rồi chúng ta làm tầm bậy, chúng ta đi tầm bậy, chứ cuối cùng chúng ta phải chịu cái quả tầm bậy. Cái chuyện đó nó rõ ràng. Cho nên là chúng ta thấy rằng có những cái ánh sáng nó rõ ràng trước mắt. Mà quý vị sống chung với nhau là quý vị trả nghiệp, mà quý vị không chịu trả nghiệp mà quý vị đòi hỏi thế này thế kia. Cho nên là đi sai hoàn toàn với một cái diễn tiến. Thế bây giờ sóng thần nó đang lùa lùa vô mà đứng đó mà ngắm sóng thần, lấy máy chụp hình rồi chụp, chưa có chụp xong là nó cuốn tuốt ra ngoài biển rồi. Ồ sóng đẹp quá, sóng lạ quá. Nó cái diễn tiến của nó là nó nuốt mình đó nha. Chứ mà nếu mà biết thì chạy rồi, biết thì đã vô linh chiếu cạo đầu rồi. Cái này không biết. Không biết cho nên đứng đó ngắm nghía. Đứng đó cười đùa với nó, đứng đó chờ đợi nó lại nó hốt cho một cái đi, chờ chừng đó la sao được,
nó là diễn tiến nó như vậy mà. Sự thật nó là như vậy mà. Sự thật là sao? Khổ, tập, diệt và đạo. Ta nói lâu rồi. Cho nên cái chuyện Phật nói nó hay lắm. Tôi nói hoài những cái giáo lý này mà tôi không thấy chán, bởi vì nó hay quá, là một hai nữa mình làm cũng chưa xong, cho nên còn phải học, còn phải nhớ để mà mình làm. Nó hay lắm. Mà chúng ta không nhớ nên là Phật tử sống chung với nhau cứ bực bội nhau hoài. Những cái nguyên tắc cơ bản mà nắm được rồi thì cứ như vậy mà làm. Ái biệt ly khổ, muốn không khổ không ái. Thì cái chuyện cũ thì thôi qua rồi, chuyện mà quý Phật tử tạo tác trước qua là, nhưng mà kể từ ngày hôm nay thì sửa đi. Có nhiều nói xuống được. Được chứ, sửa nay chút mai chút. Không có cái gì là không được khi chúng ta đã quyết. Về cái nguyên tắc thì hiểu rồi, chỉ còn cái quyết tâm thôi. Sửa đi cho nó khỏe. Sao sửa không được? Sửa không được nó mệt. Thì sửa đi cho nó khỏe. Biểu sửa để là cho nó khỏe, chứ ai biểu sửa cho nó mệt đâu mà sửa không được. Nó là một cái loại ở bên trong tâm mình mà. Cho nên sửa đi. Đừng có khó chịu vì vấn đề thương ghét nữa. Gặp cái người mà xưa nay mình cứ kình liếc liếc, tự nhiên mình gặp họ mình cười thử một cái, coi chết không, coi cái miệng này có méo không. Mình làm thử một bữa coi. Cười được một cái rồi thấy ủa cũng được chứ, mình làm cũng được, đâu có đổi tệ đâu. Thật ra cái chuyện của chúng sanh á, mình thấy nó tội nghiệp cho mình mà. Chẳng hạn cái chuyện mà vua cái tân mà cầm cái gươm là chém đầu tổ, tôi thấy thiệt là tội nghiệp. Bị vô một cái bẫy của người ta, bên đây đâu có ai khởi ý hại mình. Đó. Mà do vương quyền của mình, do bản ngã của mình, do cái ngã chấp của mình nó quá lớn, và do sự sợ hãi về sinh mạng của mình, không có hỏi ra cái chuyện gì. Đang sùng Phật như vậy rồi đang giết lại cái người thầy của mình chỉ vì một chút hiểu lầm thôi, mà tạo một cái nhân duyên mình không biết nói làm sao. Và chúng ta trên đời này hiểu lầm nhau nhiều lắm đó. Người ta lợi dụng cái gì? Người ta lợi dụng cái bản ngã của mình, người ta lợi dụng cái sĩ diện của mình, người ta lợi dụng cái lòng nghi của mình mà người ta làm cho mình khổ vì sự hiểu lầm. Hiểu lầm mà không ai thèm nói với ai, rồi ôm hận. Thí dụ như trước giờ mình tốt với người đó quá, tại sao giờ tàn tệ với mình như vậy? Mà không hỏi tại sao họ tàn tệ, tự ái không hỏi. Hoặc họ nói cũng không tin nữa, cứ nghi hoài. Nói ra như vậy mà cũng không chịu như vậy, và cũng không chấp nhận là nó có những cái mà 50-50 là tôi nói là tương đối thôi, cũng không chịu nữa. Thì thử ra nó, đáng lẽ nó không khổ, mà tại sao làm cho nó khổ dữ vậy? Tiếc quá. Phải không? Đơn giản như vậy mà sao mà làm cho nó rắc rối quá. Thứ ba là cầu bất đắc khổ. Chứ không cầu. Không cầu gì hết. Cái chuyện này Phật tử tập được. Tôi nói mình có cái thói quen thôi chứ không có gì á. Thói quen là sáng, trưa, chiều, tối mình làm cái gì là tự nhiên tới giờ đó mình muốn làm cái đó. Cái thói quen mình hay mua sắm là một cái thói quen. Bây giờ thì mình sẽ làm sao? Mình bớt mua sắm, cái gì cần xài thì xài, không cần xài thì thôi. Và đặc biệt là những cái thói quen xấu, bên nam cũng như bên nữ có những cái thói quen thuộc về xa xỉ và tai hại cho mình. Thì tại sao mà chúng ta lại không cương quyết đổi nó, bỏ nó? Những cái đó làm cho mình khổ lắm. Và chúng ta một khi mà đã vô cầu rồi thì thôi, đời mình nó giàu khủng khiếp. Nói người mà giàu nhất trên đời là người thiểu dục tri túc, chứ không có thể nói tính theo số lượng tiền trong kho bạc mà tính theo thiểu dục tri túc. Người giàu nhất trên đời là người không bị năm thứ cướp mất. Một là nước, hai là lửa, ba là gì? Cướp. Bốn là vua quan, và năm là con cái phá, là người giàu nhất. Mà cái gì mà không bị mấy cái đó là cướp. Năm cái đó mình thấy cái nào mình cũng dính à. Không dính nước thì dính lửa, không dính lửa thì dính con cái, không dính con cái thì bị cướp, không bị cướp thì bị tất cả những cái mối quan hệ bên ngoài
những cái mối quan hệ xã hội đó, nó truyền qua truyền lại nó cũng bị tổn thất. Thì có cái gì mà không bị dính mấy cái đó? Chỉ có không có gì hết thì nó mới không dính. Cho nên mới gọi là xuất gia đó. Thật ra chúng ta xuất gia mà sống đúng tinh thần Phật là không có gì hết á. Còn mà mấy thầy mấy cô mà có gì là tại mấy thầy mấy cô tu sai thôi. Chứ nếu sống đúng là không có gì hết. Cho nên là vấn đề chùa chiền này nọ là mình nói là của bá gia bá tánh xây dựng nên, chứ không phải của mình. Thế mà còn mình nghĩ là cái chùa này của mình như là chết liền, là phiền não theo đó. Chùa càng lớn thì phiền não sao? Càng nhiều. Còn nếu không phải của mình thì khỏe. Tùy duyên, tiêu cụ nghiệp, hồn nhiên, vẫn y xin. Không có vấn đề gì mình phải lo lắng. Bởi Đức Phật hồi xưa nghe hay, ngay đâu có cái chùa nào. Trong lịch sử thì nói vua rồi ông cấp cô độc, ông cúng lung tung linh tinh mà. Ông cúng thì Phật nhận bỏ đó rồi tới 3 tháng về tu, tu xong đi, không ở nữa. Ở cái chùa đó cứ ai tới thì tu vậy thôi. Cái tinh thần nó hay lắm, gọi là vô cầu. Do vô cầu cho nên chúng tôi nè, không có của nè, không lập gia đình. Đức Phật sao mà hay quá trời. Một cái người mà tu theo ta, muốn giác ngộ giải thoát, điều kiện trước tiên không lập gia đình. Xuất sắc. Cái này rất là hay. Từ cái lập gia đình mà nó ra đủ chuyện hết trơn. Thế Phật tử có đồng ý chỗ này không? Chỉ có chuyện lập gia đình một cái rồi nó ra tùm lum chuyện hết trơn. Quá dễ sợ. Cho nên trước tiên là không lập gia đình, không nhà học đạo. Chịu không? Chịu thì đi. Nên là nó là những sự trói buộc, chúng ta thấy nó rõ ràng. Nên người tu là cái người sống thống khoái giữa ba cõi. Mình không thống khoái là tại mình tu chưa đúng, chưa ra hồn thôi. Nhưng mà mình sống thống khoái giữa ba cõi thì là sướng quá. Giờ Đức Phật lập gia đình rồi, Ngài mới dám nói câu đó. Có lập gia đình rồi mới biết mệt chứ. Nếu mà Phật không lập gia đình, Phật tuyên bố không lập gia đình thì không có gì hay hết. Trước đó là thái tử, rồi sau vua cha sợ đi tu quá mới bắt đầu mượn cái sợi tóc của gia du trói cái chân Đức Phật, cho Đức Phật đi cũng cực lắm chứ không phải giỡn đâu. Mình mới thấy cái hình ảnh trong sử kể là trước khi đi là phải mở cái màn ra dòm lần nữa. Chứng tỏ là nó cũng có một cái núm níu á. Nó mới có một cái rây rứt quyến luyến chứ không phải là bình thường được. Những cái hình ảnh nó mang cái tính biểu trưng hết. Đó là Đức Phật đi thẳng đó. Còn này đi vô chớ chùa rồi cạo tóc rồi mà vẫn alo về nhà thì thôi. Cực quá. Tôi đâu có được. Đó rồi cái tâm hình thì phải dị tục mà mình không dị tục. Là đầu như vậy, tâm như vậy. Đó là phải khác người đời mới được, còn này không khác. Cho nên rồi nó lu bu quá. Và vì thế thọ mệnh của Phật Pháp bị tổn giảm. Mình phá chứ ai phá. Nên cái tích truyện của Tổ Sư Tử nó hay lắm. Hai vị tỳ kheo ẩn ở trong tăng đoàn làm một việc ác, đó là dấu hiệu để làm cho thọ mạng Phật Pháp bị tai họa. Nên mình hại chính mình chứ không ai hại khác. Một cái tu sĩ như thế này mà làm những cái việc phi pháp chính là cái dấu hiệu Phật Pháp bị thọ nạn. Và nếu y cứ trên đó thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý Phật tử không hề lầm lẫn về vấn đề này. Nếu một tu sĩ Phật giáo dù tăng hay ni mà làm những cái việc không đúng với chánh pháp thì mình cứ kể người đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Xin đừng cho rằng Phật giáo là như vậy thì không bao giờ bị lọt bẫy của ma ngoại. Quý vị đừng có lộn cái đó. Đừng bao giờ mà thấy một ông thầy thôi chết rồi. Tiêu đạo Phật rồi, đạo Phật không có tiêu, ông đó tiêu. Cái ông thầy đó tiêu chứ đạo Phật không có tiêu. Và đó chính là những cái nạn, cái họa của những cái giáo phái, những cái thế lực ma ngoại càng về thời mạt pháp, càng có những cái hình thức đó để phá hoại. Chỉ phá được với những người không có niềm tin kiên cố thôi. Chỉ phá được với những Phật tử không có chánh tín mà thôi. Chứ chúng ta học Phật như thế này thì đâu có phá nổi.
Chuyện tu hành là chuyện bản thân mình, chứ không phải chuyện của thầy, của cô. Thầy cô tu được thì thầy cô tốt, và dĩ nhiên là mình cũng mến, mình cũng quy hướng. Còn không tu được thì thôi, mình không quy hướng. Và mình hiểu rằng người này không phải đạo Phật đâu, người này tu đạo gì đó, họ chỉ mượn cái hình thức đó thôi, chứ họ không phải là người tu Phật. Cho nên mình không bàn tới, không đáng quan tâm, bỏ đi. Đã gọi là không đáng quan tâm thì không có vấn đề. Còn những người mà mình quan tâm để mình đi theo mình tu thì mình cứ theo mình tu. Còn nếu mà mình muốn chắc ăn nữa thì mình học Phật cho tốt đi, rồi cái mình lo mình tu cho thân mình thì không sao cả. Nên tôi thấy trong trường hợp nào mình cũng không có bị gạt, và trong trường hợp nào mình cũng bị gạt. Đó là chuyện của ai? Của mình. Do ai? Do mình. Nó rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Hiểu được cái điều này rồi thì Phật tử luôn luôn không bao giờ thối chuyển tâm Bồ Đề. Và tôi có nhiều khi có những cái sự kiện á, mà Phật tử lo lắng hỏi tôi mình phải đính chánh thế này thế kia. Tôi nói đâu có, mình đâu có làm chuyện đó đâu mà đính chánh. Nói trời ơi, nó tùm lum hết, nó đâu có tùm lum. Người tu không có tùm lum, người tùm lum là người không có tu. Nó đâu có đụng gì tới mình đính chánh. Tự nhiên cái mình đang bình thường ra mình đính chánh là nó bất thường rồi. Thưa phải không? Cái việc này mình không có gì phải sợ cả. Nên là quý Phật tử thấy trong cái cuộc đời của Đức Phật, pháp nạn biết bao nhiêu là pháp nạn. Đức Phật thọ nạn, rồi Phật Pháp cũng thọ nạn, rồi dần dần về sau truyền tới các nước vẫn bị pháp nạn, mà Phật Pháp có tiêu luôn không? Đâu có tiêu, tới giờ vẫn còn, mà còn được sao? Còn được mở rộng ra. Nó vì bên cạnh những người không tu, còn có vô số người ta tu. Ta tu thì tự nhiên người ta nhận ra được cái niềm khinh an, mà người ta có cái niềm tin. Niềm tin đó không phải niềm tin tôn giáo, mà niềm tin về khả năng thành tựu giác ngộ giải thoát của chính mình. Niềm tin đó không ai có thể dụ dẫn mình được, tại nó nằm ở nơi mình mà sao dụ được. Nó của mình mà làm sao khuynh lót được. Nên nó có những cái mà chúng ta thấy nó khoa học, nó rõ ràng. Cho nên đề nghị quý Phật tử phải học Phật là như vậy. Học cho nó tốt, học cho nó đúng, để mình không bị thiệt thòi, để mình không có lầm đường lạc lối. Và mình hỗ trợ cho bản thân cũng như hỗ trợ cho huynh đệ mình cùng tiến lên. Nên nói là 3 tháng mà Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn mà đổ lỗi cho A Nan là một cái sự có cái thâm tình trước sau, một cái nhân duyên để mà tôn giả Ca Diếp mà ngài tạo cái duyên, ngài độ ngài A Nan thôi. Chứ còn Đức Phật thì hiện tới nhiêu đó là đi là được. Thì chúng ta cũng vậy, kết duyên với nhau nhiêu đó là được rồi, đừng có đòi hỏi hơn nữa. Sống như vậy, tốt với nhau như vậy là được rồi. Vai trả với nhau như vậy là được rồi. Rồi sống trên đời này mạnh khỏe như đó cũng được rồi. Cho nên bây giờ bệnh chút cũng được. Đừng có phàn nàn, trời ơi tại sao con lại mang cái bệnh này. Không có tại sao cả. Nhân duyên nó vậy. Thành thử mình thấy cũng được, cũng dễ chịu. Không có gì. Cứ tiếp tục sống vui. Và tôi lặp lại có những câu cơ bản mà tôi tự nhớ và để tôi ổn định công phu á, luôn luôn á, mỗi lần mà tôi buồn bực gì là tôi nhớ ngoại đạo đó, không phải người tu. Cái tâm mình là tâm này, không phải tâm tu rồi. Người tu không có buồn. Xin thưa rõ với Phật tử. Mà nói người tu không phải là người xuất gia, người tu là tất cả chúng ta. Mà người nào có cái tâm tu thì người đó là người tu, chứ không phải tu là cạo đầu. Thưa Phật tử có đồng ý với chúng tôi không? Tu không phải là cạo đầu, mà chúng ta có cái tâm sửa đổi, chúng ta có cái tâm giải quyết cho rồi cái việc của mình là chúng ta người tu. Đã như vậy thì không bao giờ để cho buồn lâu. Nói vậy là nói thực tế. Và từ cái thực tế đó được kéo dài, được thực hành liên tục thì sẽ dẫn tới người tu không có buồn. Nó rõ ràng như vậy. Không có buồn, không có giận gì thế. Lỡ thì chút xíu thôi, chút xíu thôi là bỏ liền đi. Nhưng mà để lâu nữa thì không còn tu nữa, dở lắm. Thì đó là Đức Phật, nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì ai cũng có cái tâm trạng. Đây là một cái đạo tình, cho dù là mình biết rằng các pháp duyên sinh, đó là cái một bậc thầy của mình, khai tâm cho mình. Cho nên cái niềm nối tiếc này là một cái niềm nối tiếc chung.
mà mình cũng không hiểu được cái buồn của bậc thánh. Mình chỉ hiểu được cái buồn của phàm tình mình thôi. Như mình nghe kể thì các bậc thánh khi nghe Phật tuyên bố sắp nhập Niết Bàn, các ngài cũng thấy nao nao. Ở trong cái chừng mực nào đó thì mình không biết. Tại vì tâm trạng của các ngài mình đâu có thân chứng. Và theo cái truyền thống của từ vô lượng đời Đức Phật cho tới đời Đức Phật Thích Ca, là một khi đệ tử mà nghe tin Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn thì cái truyền thống nha, truyền thống nó giống như là một cái phép tắc kìa đó, một cái sinh hoạt như vậy là hợp pháp đó, là đại đệ tử tịch trước. Nó ngộ, chứ không phải giờ mà mình tịch trước mình bị ăn ba gậy. Nếu mà đệ tử mà viên tịch trước thầy thì bị ăn ba gậy. Đó là ảnh hưởng truyền thống nho giáo của Trung Hoa chứ không phải Phật giáo. Mà bây giờ mình còn sợ nữa, ba má mà chết rồi nhớ đi mình đừng có lôi con theo. Cho nên mới có vụ cử tuổi tới cái giờ đưa quan mà kỵ nha, mày đi theo là coi như ông kéo mày đi luôn, là không đi. Còn trong khi Ấn Độ là sao? Là con xin sẽ nhập Niết Bàn trước Thế Tôn. Đó là một cái truyền thống và một cái đạo nghĩa, đạo lý. Cái này nó hay lắm thưa đại chúng. Bây giờ xin hỏi đại chúng, mình đang sống mạnh khỏe, đang sống tự nhiên sống đàng hoàng vậy biểu chết đi, thì chúng ta nghĩ sao? Ta dám chết hay ta không dám chết? Đang sống mạnh khỏe vậy cái nói giờ tới giờ rồi chết đi. Làm được không? Chưa có nói là khả năng chết, tự chết được, mà chỉ nói là trên tinh thần mà nghe đang khỏe mạnh, đang sống cùi cùi vậy đó. Nè, thầy sắp đi rồi, đi đi. Rồi sao đi? Đó, ta đang yêu đời muốn chết rồi tự nhiên biểu ta đi à? Các tôn giả đều đang sống mạnh khỏe, đang làm Phật sự rất là tốt đẹp, chứ không có vấn đề gì cả. Cái chuyện mà biểu đi mà đi trước như vậy, theo cái đạo nghĩa này mình đi không được á. Ngài mới thưa nè, bạch Thế Tôn, những đệ tử thượng thủ của chư Phật quá khứ đều nhập Niết Bàn trước, nay con là đệ tử thượng thủ của Thế Tôn nên xin được nhập Niết Bàn trước. Đúng thông lệ. Thứ nhất là hầu Phật, giống như bây giờ tôi nói thì huynh đệ dễ hiểu. Thầy mình sắp sửa vô Sài Gòn, tới cái chỗ đó, hình thở ra những cái người đệ tử mà gọi là đứng ở trong cái ban tổ chức mà những người quan trọng đó phải làm gì? Chạy vô đó trước, làm gì? Chuẩn bị đón. Cho nên khi mà thầy mình vô là đã có quyến thuộc trong đó rồi, đâu đó nó đàng hoàng sắp lớp ở trong đó rồi, đón trước. Chứ không phải để thầy mà tự nhiên sách gậy vô con mình rồi ở đó nó lung tung lăng tăng. Này mình nói theo cái vọng tưởng của mình thì không biết đúng không. Thành thử ra các vị đệ tử là nhập Niết Bàn là một cái tinh thần dọn đường đứng tiếp Như Lai trước. Cho nên khi mà sống thì có nguyên một quyến thuộc, thì khi viên tịch thì cũng có một quyến thuộc bằng cái định lực của mình, bằng trí tuệ của mình trở thành quyến thuộc. Mình nghe chết mình sợ chứ quý ngài đâu có sợ. Sống nhọc không bằng chết khỏe. Đã. Nói ngay không có sợ. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là thể hiện cho Đức Phật thấy. Thầy mong mỏi nhất ở con là cái gì? Sinh tử tự tại. Thì bây giờ sao? Con dâng lên thầy cái thành quả đó. Sinh tử tự tại. Để thầy yên lòng. Thầy yên lòng là tụi con làm xong chuyện của thầy giao hết rồi đó. Nha, bây giờ cha mẹ mình sắp mất. Giao cho mình cái này cái kia cái nọ mà mình chưa làm xong, mình hứa thôi thì cũng tạm gọi là được á, nhưng mà nó đâu được. Mình muốn cho cha mẹ vui, thấy rằng cái chuyện mà cha mẹ muốn mình làm xong rồi, mình trưng cái thành quả đó lên, thì đó mới thật sự là mình đã thực hiện được cái điều cha mẹ mình muốn. Cho nên cái vấn đề mà các ngài nhập Niết Bàn trước là một cái thành quả dâng lên cho Thế Tôn biết là cái chuyện này chúng con làm xong rồi đó. Thầy yên tâm, thầy trò mình yên tâm. Đẹp vô cùng. Cho nên là quý ngài nhập Niết Bàn trước dễ dàng. Chứ không phải như chúng ta, và các ngài không có tham sống sợ chết. Nhập Niết Bàn có nghĩa là bỏ thân. Mà ta bỏ được chứ mình bỏ đâu được. Tấn nhập Niết Bàn hết có nghĩa là sinh tử tự tại hết.
Bên Y cũng vậy luôn nha. Trong này tôi đọc tôi thích quá chừng. Mình không bị rớt. Mình bị rớt tức là Kiều Đồng Di đó làm Maha Ba Xà Ba Đề dẫn 500 vị tỳ kheo ni nhập một lượt luôn. Trời ơi, đẹp hoành tráng luôn. Đi trước Phật hết. Đi trước Phật đó là một truyền thống đẹp của người ta. Tại vì Phật mất rồi không có làm đám ma như mình. Mà phải có con cháu ở đó rồi khóc than, không có chuyện đó. Vậy mà còn sót lại hai vị. Hai vị là gánh cái sứ mệnh. Một là Đại Ca Diếp, hai là Ngài A Nan. A Nan tấn nhập Niết Bàn không được, tại vì chưa chứng đạo. Còn Tôn giả Ca Diếp thì mắc kẹt ba cái y. Mắc kẹt ba cái y cho nên phải ở lại giữ để mà trao lại cho Đức Phật Di Lặc. Cho nên phải ở lại. Và còn một sứ mệnh nữa là Tôn giả Ca Diếp phải ở lại thống lãnh tăng đoàn. Nó có những cái đẹp, thật là đẹp. Nó có những cái hay, thật là hay. Đó gọi là sinh tử tự tại. Cho nên cái nao lòng của quý ngài, cái xúc cảm của quý ngài có lẽ nó khác mình. Tôi chỉ hiểu tới chừng đó thôi. Chứ không phải mà nó quá phàm phu tục tử như mình, nó bắt bi lụy như mình. Ví dụ người ta cũng có một cái nao, người ta cũng có một cái cảm nhận. Nhưng mà cái cảm nhận đó rồi nó cũng nhẹ nhàng. Nó chỉ mang một cái nhân duyên của đạo pháp để mà lưu giữ lại cho người sau noi theo, chứ không phải là một cái bi lụy mà không vượt ra khỏi thế tình của chúng ta. Tôi hiểu tạm tạm như vậy. Cho nên hồi A Nan mà khóc bi thống, mà khóc ôm gốc cây thế này quá gốc cây khóc, Ca Diếp bực bội lắm. Không có chịu vỡ trách nhiều lắm. Thế Ca Diếp cũng buồn. Tất cả các tôn giả khác người ta cũng có một cái dấu hiệu biết đây là một cái ngôi sao sáng tạm thời lặng đi, ai cũng thấy tiếc nuối nhưng mà không có bi thống. Chúng ta thấy người tu á, khi mà gặp một cái nhân duyên gì đó mà mình không làm chủ được mình quá bi thống thì mình cũng mắc cỡ. Nên theo cái kinh Phật dạy, tôi cũng tự kiểm tra được bản thân của tôi, nên tôi biết rằng mình tu còn yếu vậy, phải ráng tu. Những cái mà nó ảnh hưởng tới cái Phật giáo đồ nói chung, là ảnh hưởng tới tâm môn, là ảnh hưởng tới thầy tổ, mà trong lòng mình nó bi thống là mình tu chưa tốt. Nó có những cái lo lắng chung, nó có những trách nhiệm để gánh vác, nó có một cái cảm xúc, nhưng mà nó đừng bi thống thì tốt. Từ cái cảm xúc đó mình phải mang cái tính trách nhiệm vươn lên thì tốt. Chứ còn mình bãi quải hết, mình rục rã hết thì mình quá phàm tình. Thì công phu của mình nó không có dính líu gì cả. Phải cần cố gắng. Cho nên là Ngài mới xin Phật cho phép con được nhập Niết Bàn. Thì Thế Tôn nói là rất là hoan hỷ khi mà ông muốn nhập Niết Bàn. Tại vì đó là truyền thống từ hồi xưa tới bây giờ. Cái câu nói của Tôn giả khi mà trình lên Phật rất là hay. Nhưng mà Xá Lợi thưa với Đức Phật, bạch Thế Tôn, nay con muốn nhập Niết Bàn. Phật chú ý nhìn Xá Lợi Phất rất lâu mới hỏi vì sao ông muốn nhập Niết Bàn mau như vậy. Tại vì Phật sự còn rất là nhiều, mà Thế Tôn thì chưa nhập liền. Báo trước vậy thôi. Bạch Thế Tôn, Ngài nói Ngài sẽ nhập Niết Bàn gần đây. Thế Tôn đã ban cho con pháp tình và ân huệ rộng lớn. Nghe cái câu này rất là hay. Nhớ pháp tình là cái tình mà tôi đã có cái chia sẻ với Phật tử. Cái tình của một người tu, cái tình pháp lữ là một cái tình để mà gượng chúng ta đi lên, chứ không phải cái tình để nhấn chìm chúng ta đi xuống. Và với cái pháp tình này chúng ta có trách nhiệm gánh vác, có cái trách nhiệm người này nối tiếp người khác, chứ không phải là một cái tinh thần yếu đuối. Và đặc biệt là chính cái pháp tình này giúp cho chúng ta biết đền ơn, trả hiếu. Do vì cái pháp tình và cái ân huệ rộng lớn của Ngài, làm sao mà con có thể không vào Niết Bàn. Cho nên cái vào Niết Bàn này là một cái cách trả hiếu. Vả lại Thế Tôn từng nói các đệ tử thượng thủ của chư Phật quá khứ đều vào Niết Bàn trước các Ngài. Con thiết tưởng nay là đúng lúc con vào Niết Bàn, xin Thế Tôn hứa khả. Đã. Thì Đức Phật đồng ý. Có một cái bài pháp ngắn mà Đức Phật yêu cầu Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất.
ta không cản ngăn ông có thể làm theo ý mình. Nhưng ông là đệ tử thượng thủ trong hàng đệ tử của ta, nên đợi chúng hội và lưu lại cho đại chúng đôi lời giáo huấn. Nên là trước khi nhập niết bàn thì phải họp chúng lại, rồi ông có lời dặn dò họ. Phật Sa Nan tập hợp chúng tỳ kheo, mọi người nghe tin Xá Lợi Phất cáo từ để vào niết bàn đều mau mau phân tập. Trước tiên Xá Lợi Phất cáo biệt Đức Phật. Đây là những lời chúng ta cần phải nghe để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta cho nó gần với lại cái tâm của Phật và các bậc thánh đệ tử. Thưa Thế Tôn, con từ quá khứ vô lượng kiếp luôn luôn mong được sanh nhầm thời Phật ra đời và rốt cuộc đã được mãn nguyện. Nỗi vui mừng khi gặp Phật chẳng có gì so sánh được. Trong 40 năm lãnh thọ lời dạy từ bi của Thế Tôn khiến kẻ ngu si như con được mở mắt trí tuệ, giác ngộ, chân lý, chứng thánh quả. Ngôn từ và hình dung trong thiên hạ không thể diễn tả được sự cảm kích và vui mừng của con. Hôm nay thời hạn lìa cõi tục của con gần kề, con sắp xả bỏ mọi ràng buộc thế gian, sắp sửa tấn nhập cảnh giới Niết Bàn, tự do, tự tại. Như người gánh nặng đi xa sắp được buông xuống. Nghe sướng ghê không? Ráng nhớ mấy câu này, đặng gần nào mà bệnh nặng gần chết thì nhớ cái này. Con tự lấy làm vui mừng. Con thừa thọ pháp thủy cam lồ của Thế Tôn đã giúp con cởi mở sự trói buộc của ngũ uẩn, không còn thọ những khổ não cắt cõi nữa. Đây là lời từ giả cuối cùng dâng lên Thế Tôn, xin Ngài cho con đảnh lễ. Xá Lợi Phất nói xong gieo năm vóc sát đất, không khí trầm mặc nghiêm trang. Tức là người ta cảm động. Và cái viên tịch của Ngài cũng làm cho người ta thức tỉnh và người ta đầy đủ hùng lực để viên tịch. Mình viên tịch đó, mình nhát quá, mình sợ, mình khổ quá. Trong khi cái viên tịch của Thánh Tăng nó đẹp quá đẹp. Nó cũng đẹp như là ngồi thiền, nó cũng đẹp như là đi giáo hóa chúng sanh. Nó cũng đẹp như là mở lòng từ, là một cái thiện sự nào đó. Vì vậy mà Đức Phật thọ ký cho Ngài sau sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Nên là trong các vị đại đệ tử thì đều được thọ ký thành Phật. Đức Phật nói xong liền bảo đại chúng tiễn đưa Xá Lợi Phất một đoạn đường. Tôn giả đứng dậy đi lui cho đến lúc không còn nhìn thấy Thế Tôn. Đây là một cái lễ phép, nên là mình không có xoay lại. Xoay lại thì giống đưa cái mông vô Đức Phật à. Cho mình cứ đi lùi để mình được diện kiến và chỉ cái gương mặt của mình đối trước Thế Tôn nó trang nghiêm. Đi lui tới khi nào không còn nhìn thấy Thế Tôn mới xoay mình lại bước đi. Các tỳ kheo đều mang hương hoa đưa tiễn Thế Tôn. Đây là lúc đường vẻ vắng lặng, trang nghiêm. Người ta không có nói thê lương, ảm đạm, là vắng lặng, trang nghiêm. Phần lớn các tỳ kheo đều xúc cảm, rướm lệ thôi. Rướm lệ chứ không có mà dầm về mà rơi lệ. Mà đó là các thầy tỳ kheo bình thường thôi, chứ thánh tăng thì các ngài chỉ có một chút xíu cái xúc cảm và cái chia sẻ là tin vui. Trong cái tin vui đó, nó có một cái đạo tình làm cho mình thấy thương mến. Thật ra cái người tu á, cái tình cảm người tu nó hay lắm. Nếu thật sự là một người tu tốt, cái tình cảm nó hay lắm. Nên Phật tử đừng tưởng người tu không có tình cảm. Mà người tu có tình cảm, mình phải nhìn tình cảm của họ phải khác mình chút cho nó giống hệt mình thì coi chừng không phải. Họ có, nhưng mà trong cái tình cảm của người tu nó vừa chừng lắm. Nó tới đó là mình thấy rằng nó trang nghiêm, tới đó là mình thấy nó đủ để đánh thức cái từ bi trong cái lòng con người là được rồi. Chứ không có vô tâm đâu, chứ không có bạc nghĩa, không có phủi ân ai cả. Nên chúng ta học Phật chúng ta mới thấy một cái đạo lý mà nó đem lại sự an vui, hạnh phúc và đem lại một cái hòa bình của thế giới của con người mà không cần một sự đấu tranh nào, không cần gươm đao nào. Đó chính là tình yêu thương của những con người có trí tuệ và những con người đó hiện đang ngồi tại đây. Thưa Phật tử, là câu chuyện này tôi hứng khởi lắm. Cái khúc sau nó hay vô cùng. Mà hết giờ thôi thì hẹn lại năm sau. Cái khúc mà cảm động nữa, hồi nãy là mới có từ giả ai? Từ giả Phật, sau đó là từ giả huynh đệ. Có những cái câu nói mà Ngài nói chuyện với quý thầy
Rồi sau cùng hết, cái hình ảnh đẹp mà tôi nói là một cái hình ảnh mà tôn giả sống thiệt là vẹn toàn, là hình ảnh trở về cố hương. Viên tịch tại đâu? Tại nhà để độ ai? Độ mẹ. Đẹp lắm. Cho nên mình học tôn giả Xá Lợi Phất mình thích từ đầu tới đuôi. Nó là một cái con người rất là tròn đầy bi trí. Có một cái câu hỏi mà nó chuyên về cái giai thoại nhà thiền. Tôi đọc và nếu mà giải thích thì cũng được, nhưng mà giải thích thì thuộc loại là tử ngữ. Tử ngữ là sao quý Phật tử biết không? Tử là chết, ngữ là lời, lời chết. Tôi sẽ đọc cái câu này rồi tôi sẽ chia sẻ tiếp với Phật tử, coi Phật tử chọn cái nào. Ý nghĩa của kho trù ba cửa. Cái chữ kho trù ba cửa này không biết quý vị lấy từ đâu ra. Thứ hai, một người ở trên cao, miệng cắn chặt vào cành cây, hai tay chân bỏ lơ lửng, ở dưới đất có người vọng lên hỏi, ý tổ sư Tây Lai. Nếu không đáp thì phụ lòng người ta, nếu mở miệng đáp thì tan thân mất mạng. Kính xin ni sư Quan Hỷ giảng cho. Vậy thì quý vị muốn tôi phụ lòng người ta hay quý vị muốn tôi tan thân mất mạng? Đã dẫn một cái câu chuyện vậy mà biểu tôi giải đáp. Mở miệng đáp thì sao? Tan thân mất mạng. Cho ai? Cho ai? Cho cả hai. Cho cả hai, chứ không phải là cho một bên. Cho nên tôi nói là có những cái trường hợp mà gọi là thiền ngữ đó, thì trả lời, giải thích kỹ, rõ, người ta gọi là tử ngữ. Tức là câu gì? Câu chết. Mặc nhiên nhi thính, hoặc là trả lời theo kiểu các thiền sư, người ta gọi là hoạt ngữ. Tôi không là thiền sư như các thiền sư, cho nên tôi không dám hét, cũng không dám la, không dám gì hết, mà tôi cũng không muốn chết. Cho nên xin phần này để cho tất cả chúng ta đều được sống. Đó là cái câu hỏi. Thì thưa với Phật tử như thế này, thật ra nó có những cái điều mà tôi tâm tình rất là thiệt với Phật tử. Nói về cái ý chỉ Tây Lai hay nói về chỗ chân tâm Phật tánh á, mà chúng ta bàn á, thì phải là dày với dày nè, bàn mới được. Tức là trong cuộc với trong cuộc bàn mới được. Tức là tới với tới bàn mới được. Còn tới bàn với không tới, không tới bàn với tới, hoặc là không tới bàn với không tới là chết. Thưa Phật tử có nhận được tôi nói không? Mà mình á, thiệt tình mà nói không biết mình thuộc loại nào. Phật tử nhắm coi mình loại tới hay không tới. Thì ra mình nó có một cái điều cho mình dễ để mà mình thông cảm cho mình mà thông cảm cho người á. Mình nói cao nói thấp gì không biết, nhưng mà trong lòng mình mà đụng chuyện dù lớn dù nhỏ mà còn hơi sùng là chưa tới. Không sùng nhiều mà còn sùng nhỏ nhỏ, hoặc là nó còn có cái gai gai, và còn có cái gì mà mình thấy mình còn lao sao gợn sóng là gì? Là chưa tới. Mà chưa tới á, thì nói tới mấy cái chuyện này á, hồi xưa tôi mới xuất sư á, tôi nói đó, hồi xưa tôi mới xuất sư tôi dám nói, bây giờ tôi nhớ là tôi sợ hết sức luôn á. Đúng là người ta nói là gì, cùi không sợ lá mà điếc không sợ súng. Bây giờ không dám nói, bây giờ thật sự là không dám nói, bây giờ không biết mình nói trúng không nữa. Cho nên là những cái này thì xin đại chúng cứ kiên trì, cứ tin tưởng làm chuyện này thôi. Muốn biết được cái câu này
chỉ đừng có phiền não là biết được câu này. Là cái lời sau cùng mà chúng ta chia sẻ ở trong cái nhân duyên chúng ta học tập bên nhau. Tôi cũng nghĩ là ni sư hồi sáng cho mình biết là mình đã học tập bên nhau 6 năm, thưa phải không? 6 năm thoáng qua quá nhanh, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đi trong cuộc đời này ngoảnh lại là rất nhanh. Vậy mà có một cái nó rất lâu là gì? Là cái chuyển đổi, cái tu tập của chúng ta đó. Nó vẫn còn lòng vòng lắm, nó chưa có được thẳng, nó chưa có được trực thẳng tiến, mà đôi khi nó tiến xong rồi nó cua lại cái nó tiến lên cái nó cua lại. Đó là cái ưu tư của chúng ta, nên là tôi nghĩ rằng hơn ai hết mình là người chịu trách nhiệm về cái cuộc sinh tử của mình. Mình là người phải lo xong cái phần mà tư lương cho mình, rồi tự độ mình. Tự độ mình xong rồi bao nhiêu huynh đệ của mình, mình rất là thương. Mình thương theo cái mức độ tu tập của mình, nhưng mình thấy rõ ràng mình càng tu thì mình càng có tình thương đối với huynh đệ. Và như vậy chúng ta không có lý do gì để mà chúng ta thối chuyển tâm Bồ Đề, cũng không có lý do gì mà cảm thấy ngao ngán trên bước đường tu tập, mặc dù tuổi già đã đến, sức khỏe đã kém. Tu trong bất cứ trường hợp nào, hôm nay còn đến thiền viện được thì đến thiền viện, ngày mai không đến thiền viện được thì nằm tại nhà tu gấp. Tu gấp là sao? Phiền não tới không nhận. Cứ như vậy nhớ thẳng, nhớ chỉ một cái hạnh đó thôi. Phiền não mà không có chỉ một hạnh đó gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đà. Xin toàn thể đại chúng ta hồi hướng và xin hẹn lại với Phật tử vào năm sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hàng Phật tử đạo tràng chúng con có duyên sự đầu thành lãnh lễ xin phát bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni. Hôm nay trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh tại đạo tràng thiền viện Minh Chiếu, toàn thể Phật tử chúng con xin thành tâm đốt nén tâm hương dâng lên lời tác bạch tạo pháp. Kính bạch quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni, Phật tử chúng con thật đầy đủ phúc duyên nên nay được sân thân làm người sống gặp chánh pháp, gặp hòa thượng ân sư. Chúng con là những đứa con cùng tử lang thang, nay nhờ sự khai sáng của hòa thượng, chúng con mới nhận chân được giá trị sâu màu của Phật pháp, biết quy hướng về tam bảo. Chúng con nguyện xả bỏ những tham, sân, si, điên đảo từ nhiều đời của mình, ngõ hầu thắp lên ánh sáng giác ngộ giải thoát. Phật tử chúng con xin được hướng về Hòa Thượng Ấn Sư, thành tâm đảnh lễ cảm trọng công đức của Ngài. Kính bạch quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni,
là một duyên lành cho chúng con. Trong thời gian quý ni trưởng dù tuổi cao, sức yếu vẫn không quản ngại khó nhọc, tạo mọi điều duyên để Phật tử chúng con được trở về thiền viện Linh Chiếu tỉnh tu mỗi tháng, cùng nhau sắp cánh tu học, thúc luyện thân tâm. Chúng con được nâng, được nuôi qua được chỗ phúc trí của quý ni trưởng, được sự giáo dưỡng của chư đức tu vi qua những bài giảng vô cùng quý giá. Nhờ đó, chúng con được khai mở tâm trí, chuyển hóa phần nào nghiệp tập sâu dày nhiều lần của mình. Cha mẹ sinh thân cốt trực cùng bao, thầy tổ nuôi mãn, tinh tấn khó nhọc. Thật vậy, trong thời gian qua, quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni đã trao cho chúng con những pháp khí sắc bén để chúng con tìm lại được niềm vui nơi chính mình, xây dựng lại một đời sống an lạc, hạnh phúc, làm lợi mình, lợi người theo lời Phật dạy. Sự trưởng dưỡng của quý ngài qua các thời pháp là món ăn tinh thần vô cùng cao quý. Chúng con vô cùng cảm trọng công đức của quý chư tôn đức ni tại thiền viện đã không quản lao nhọc lo lắng thức ăn đầy đủ để chúng con thanh tịnh tu hành trong một ngày tĩnh tu. Kính bạch quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni, hôm nay là tháng tĩnh tu quý năm Nhâm Thìn, Phật tử chúng con thành tâm đi đầu lễ tạ cúng dường. Chúng con nguyện noi theo gương Hòa Thượng Ân Sư, noi gương chư tôn đức tăng ni, cố gắng thực học, thực tu để tìm giải thoát an vui trong cuộc sống. Ngõ hầu không cô phụ công ơn của Hòa Thượng, của quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni đã mất lòng dự dạy. Chúng con thành kính tri ân công đức của quý ngài, đồng thời hàng Phật tử chúng con muốn mong quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni vì tư tưởng tạo duyên cho chúng con được tiếp tục về thiền viện Linh Chiếu tu học cho đến ngày giải thoát viên mãn. Cuối cùng, chúng con xin dâng lên lời cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng Ân Sư, quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni tứ đại nhu hòa, trí tuệ viên mãn, quý ngài sống lâu nơi đời để dìu dắt chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học. Ngưỡng mong quý ni trưởng cùng chư tôn đức ni từ bi chứng minh và ban lời uống từ để chúng con được ăn chín công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bái bạch Hòa Thượng Tôn Sư Chứng Minh, kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể Phật tử hiện diện nơi đạo tràng Linh Chiếu. Đức Phật có dạy: nhân thân nam đắc, Phật pháp nam văn. Chúng ta đã được thân người được nghe Phật pháp là một điều rất là hy hữu. Hôm nay là ngày tu học cuối năm của năm Nhâm Thìn, toàn thể Phật tử đang quỳ trước đai trường trang nghiêm thanh tịnh dâng lời tán bạch. Quý vị hướng về thường chiếu tri ân Hòa Thượng Ân Sư là vị thầy đã khai sáng cho chúng ta, là vị thầy đã hướng dẫn chúng ta vào ngôi nhà Phật pháp. Quý vị tri ân ni sư giảng sư đã đem những lời của Phật, của Tổ để dạy cho quý vị, và đồng thời quý vị cũng tri ân chư ni đã trợ duyên giúp đỡ cho quý vị tu học trong năm qua.
chúng tôi chân đi xin ghi nhận lòng thành kính tri ân của tất cả quý Phật tử đại diện cho đạo tràng vừa tác bạch để cảm tạ ân đức của hòa thượng cũng như tất cả ni sư giảng sư cũng như tất cả chư ni. Thưa tất cả quý Phật tử, thiện nguyện đinh chiếu khai giảng cho quý vị về đây tu học từ năm 2006 ngày 17 tháng 7 tính đến nay là đã hơn 6 năm. Trong 6 năm qua đó thì quý Phật tử cái năm đầu thì chỉ khoảng 200 vị, nhưng sau đó thì tăng dần dần lên cho đến hôm nay là khoảng 500 vị. Thì quý Phật tử về đây tu đắc đạo cũng vậy, với tinh thần tinh tấn, với ý chí tu học vững bền, quý vị đã về tu học suốt trong 6 năm. Trong số đó cũng có những Phật tử lớn tuổi như là có bà cụ đi chống gậy nhưng mà vẫn thường xuyên về, có những gì rất lớn tuổi anh hãy nói rằng quá tuổi thất thập cổ đại viên, quý vị đã có những bệnh tật nhưng là bệnh hoạn, nhưng mà quý vị cũng vượt qua khỏi chướng duyên bệnh tật đó để về đây để tu đắc đạo. Với cái tâm kiên cố của quý Phật tử đó, chúng tôi rất là tán thán, rất là hoan hỷ. Cho nên mặc dầu mỗi tháng quý vị về chúng tôi cũng bận rộn, nhưng mà với cái tinh thần hoan hỷ đó cho nên chúng tôi làm tất cả mọi chuyện để trợ duyên cho quý vị, mà chúng tôi vẫn vui vẻ từ trên chánh điện cho đến quý vị hướng dẫn quý vị tu, cho đến quý vị bán hành đường bán cây sọt, tất cả đều làm nhịp nhàng vui vẻ hòa thượng rất làm mà rất vui rất thích được giúp quý vị về đây tu một ngày đó, cho nên làm mà không có thấy rằng mọi mệt, rất là vui. Quý vị vừa rồi quý vị hôm nay quý cô nhân dịp mà quý vị tạo pháp, quý cô cũng xin nhắc quý vị vài lời nhắc cái chuyện thường thôi, chứ còn đem những cái lời của Phật ra mà để nhắc thì nó dài, những lời của Phật dài giảng thì nó dài dòng, để cô tâm nó sẽ nguội lòng, cho nên là vị cô nó sẽ nói đơn giản ngắn để quý vị cuối năm nay thì vị cô cũng khuyên quý vị đầu năm mới cố gắng tu học cũng tâm đạo trong năm vừa qua. Thì Đức Phật có dạy mọi người đều là chủ nhân tạo nghiệp và trả nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp lành thì hưởng quả lành, tạo nghiệp ác thì hưởng quả ác. Vào cái việc nó nhỏ, việc thiện nhỏ chúng ta cũng không bỏ qua, vào cái việc ác nhỏ chúng ta cũng không làm. Vì tuy là nó nhỏ nhưng mà cái giọt nước mưa nó chảy lâu ngày cũng thành một chung lớn. Cái việc làm chúng ta, cái việc thiện, việc ác nhỏ, tuy là nhỏ như vậy nhưng mà lâu ngày nó cũng thành một cái việc ác lớn, một cái việc thiện lớn. Cho nên chúng ta thấy như Đức Phật, Ngài đã thành Phật là một vị chánh đẳng chánh giác,
là một vị giáo chủ gọi ta là thầy của bà hỏi. Nhưng mà Ngài đối với một việc nhỏ, Ngài cũng không bỏ qua. Ngài đích thân Ngài đến để tắm rửa cho vị tỳ kheo bị bệnh phổi là đệ tử ở trong chúng của Ngài. Rồi có một vị tỳ kheo bệnh mù mắt, không thể giá y áo được, y áo Ngài giá hết, Ngài giá không được, đích thân cũng đích thân đến mà giá. Thành một cái việc nhỏ tầm thường như vậy, nhưng mà Đức Phật cũng không bỏ qua. Còn Hòa Thượng Tông Sư chúng ta cũng vậy, lúc Ngài khỏe mạnh, Ngài đi sang Tinh Chiếu, Ngài thấy có những cái cục đá nó nằm, cục đá hơi to chút, nó làm án ngang đường. Ngài cũng lấy cây gậy, Ngài chiều vô phía trong đền. Ngài sợ có những vị đi rồi dắt té. Rồi tới một điều, có những cục điều nó nằm rải rác ở mấy cô, khi hái vô thì nó rớt dọc đường. Hòa Thượng đi thấy, Hòa Thượng cũng lấy đèn chỉ, biểu các con đụng vô, đây là tiền đó. Cho nên mình thấy những cái gì lớn tu hành, tốt việc nhỏ như vậy, một việc thiện nhỏ cũng không bỏ qua. Cho nên cái việc làm đó, chúng ta nhân nào thì quả đây. Mong là quý vị năm mới quý vị cố gắng tu học. Chúng ta tạo cái nhân duyên tu học và tạo cái nhân duyên giải thoát thì nhất định một ngày nào chúng ta sẽ giải thoát. Một đời, hai đời, ba đời, nhiều đời chúng ta sẽ được giải thoát. Vì chúng ta tu cái nhân giải thoát, chúng ta là đệ tử của Phật, đúng tu, chúng ta tu theo những lời của Phật, hạnh nguyện của Phật, và Phật đã thành Phật thì chúng ta nhất định cũng sẽ thành Phật như Ngài. Thì hôm nay nhân ngày Phật pháp, cô có rất nhiều lời nhắc nhở quý vị. Hiện giờ xin tất cả chư ni cũng như toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đây, chúng ta thành tâm hướng về mười phương chư Phật, nguyện cầu chư Phật thì từ gia hộ Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta luôn tứ đại điều hòa, khỏe mạnh, sống lâu nơi đời, để chúng ta được nương nơi phúc trí của Ngài, chúng ta tu hành cho đến viên mãn. Sau cùng chúng tôi cầu nguyện cho quý Phật tử luôn an lạc, Bồ Đề Tâm tăng trưởng và sự tiến tường, cung thỉnh cho đại đức ni niệm Phật chứng minh cho tất cả quý Phật tử đây được trường thừa công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.